Xin chào tất cả các em, sau đây thì cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi số 2 sách giáo khoa trang 13. Tính A căn bậc 2 của 0,16 nhân 0,64 nhân 225. B căn bậc 2 của 250 nhân 360. Thế ở đây chúng ta sử dụng công thức khai phương một tích. Đó là căn bậc 2 của A nhân B sẽ bằng căn A nhân căn B với AB đều là các số không âm. Cụ thể vào bài toán này chúng ta trả lời như sau. Lời giải chi tiết. Ý A. Căn bậc 2 của 0,16 nhân 0,64 nhân 225 sẽ bằng căn bậc 2 của 0,16 nhân căn bậc 2 của 0,64 nhân căn bậc 2 của 225. Thì các bạn thấy căn bậc 2 của 0,16 chính là bằng 0,4. Căn bậc 2 của 0,64 là 0,8. Nhân căn bậc 2 của 225 ở đây chính là 15. Vậy đáp số thu được của chúng ta đó là 0,4 nhân 0,8 nhân 15 bằng 4,8. Đúng ạ. Ý B, các bạn có căn bậc 2 của 250 nhân với 360. Thì cô sẽ tách thành căn bậc 2 của 25 nhân với 36 và nhân với, tách chỗ này là 25 nhân 10, 36 nhân 10, vậy hai cái 10 nhân với nhau chúng ta có là bằng 100, đúng không ạ? Vậy nó sẽ bằng căn của 25 này nhân với căn của 36 này nhân với căn của 100 này. Vậy nó sẽ bằng là gì ạ? 5 nhân 6 nhân 10. Đáp số thu được là bằng 300. Đúng không ạ? Vậy cô và các bạn đã trả lời xong hỏi chấm 2 sách giáo khoa trang 13.